cố mà chị rất là xấu hổ luôn đó. Đứng ở trên sân khấu hát cái bài mà rất là dễ, gần như là không biết là mọi người và các bạn ở dưới đều đồng ý là cái ca khúc đó gần như ai cũng biết đúng không ạ? Không phải là Như Quỳnh nói là hát hay hát dở, nhưng mà bởi vì tất cả các bạn đều biết qua ca khúc đó rồi. Nhưng mà khi mà cái sự cố mà Như Quỳnh hát, Như Quỳnh nói tông thì cũng đánh được, cũng nhạc được. Khi là Như Quỳnh cũng bị coi như là đơ khoảng chừng một phút. Thì đứng yên, đứng lặng, sau đó về cũng thấy cười, cười là cười cầu tài thế. Cười. Mà rồi sau đó lại đổi bài nữa, bài rất là đơn giản luôn, cha cha cha, cũng lấy tông. Mà cũng không hát được, ban nhạc cũng không đánh được luôn. Trong cuộc đời của Như Quỳnh chưa bao giờ Như Quỳnh bị trục trặc như thế này. Và nói là thật sự nha, miệng thì cười, trong thì khóc. Trời, cũng khổ lắm chứ. Nhưng mà không ngờ là, phải nói là thật sự là những các bạn trẻ, những các fan yêu thương Như Quỳnh đã làm cho Như Quỳnh cảm thấy vui hơn, tạm quên cái nỗi buồn đó và đã tạo làm một cái trang là TikTok hả? Trend nữa. Trend. Trời ơi, mỗi lần mà Như Quỳnh xem lại, Như Quỳnh cười muốn chết luôn vậy. Cười không thể tưởng tượng được một cái sự cố mà nó khủng khiếp đến như vậy mà các bạn có thể tạo ra một cái trend mà nó coi như là phổ biến đến nỗi mà Như Quỳnh nghĩ là nếu các bạn không tin là Như Quỳnh ở nhà mặc quần jean áo thun á, mở lên cũng nhảy tưng tưng như vậy luôn đó. Mà rất là vui, cho nên là có thể là trong một cái tương lai hay là một cái lần gì sắp tới, Như Quỳnh sẽ kết hợp một số bài cũng làm cho fan cho vui thôi nha, chứ mình đừng có mình đừng có tạo thành một cái điều gì đó mà nghe nó phong trào quá hả, lâu lâu cho nó vui thôi. Tại vì Như Quỳnh thì em còn bé lắm trên người. Nếu mà hát kiểu TikTok mà kiểu như trend như vậy, người ta nói Như Quỳnh là ôi giời ơi cô à, cô lớn rồi đấy. Cô mà hát TikTok hay là cô trend như thế này thì rồi ai mà xem. Cho nên là Như Quỳnh cũng rất là muốn khi có dịp vui đi mình học fan một lần nữa, các bạn chịu không? Fan thôi nha, fan thôi. Lúc đó ai là một cách mình chiều khán giả. Chiều khán giả, chứ fan. Nó không phải là tác phẩm nghệ thuật. Khán giả vẫn phải thương chị Như Quỳnh. Chị Như Quỳnh vẫn là một nghệ sĩ, sẽ làm cái tác phẩm nghệ thuật chất lượng đàng hoàng. Còn lo mình đóng cửa ở nhà nhau, mình làm điên rồi. Nên là chống chảy nhau thôi. Không có ghế ngồi nha, không có ghế ngồi nha Thúy Miêu. Bỏ bàn bên hết, còn như là sân khấu không, mở nhạc DJ chắc nhồ nhảy hết. Được không? Không được áo dài nha, không được áo dài. Người này đâu phải là vì người này ở trên TikTok hay là lên Bigo làm cùng làm điên. Mình yêu người này vì người này có những cái dòng nhạc tâm tình với mình. Còn nếu mà người nghệ sĩ yêu nghĩ là nó không giữ thăng bằng tốt, không có cái kháng thể văn nghệ tốt bên trong mình á, đi theo chiều khán giả quá nhiều, chiều quá khán giả hư, chiều khán giả quá em hư đó.